Hello anh chị, mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay, buổi chiều ngày thứ 5 ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 và siêu thị ô tô Bình Dương vừa về một mẫu xe phân khúc hạng C, số sàn anh chị nhá. 2016, nhưng điều đặc biệt là chiếc xe này chủ xe mới chạy có 28.000 km thôi anh chị ạ. Một chiếc xe mà quá lâu rồi chủ xe không đi tới à, rất là dơ, nếu mà nội thất thì khá là dơ đấy. Ghế lỉnh zin đeo xe này, và cục cần số này còn mới tinh đây. Em này thì bao cho anh chị là chuẩn ô đô, khung gầm keo chỉ zin, mọi chi tiết là nguyên bản tuyệt đối anh chị nhé. Rất là mới. Đây, những cái khóe vô lăng, các nút bấm này. Đây, nó hơi dơ một chút anh chị ạ, tại vì là xe này cũng khá lâu, khi mà em mua là anh ấy cũng lâu rồi anh không đi tới, mấy tháng rồi đó. Xe rất là đẹp nha anh chị nhé. Ghế lì này thì sẽ phải vệ sinh cơ. 2016 và để cho anh chị cái giá 395 triệu. Đây, mời anh chị cùng ra đây tham quan. Xe này thì mới về nên là anh em cũng vừa đánh bóng xong. Vừa đánh bóng xong anh chị nhé. Đây. Đó. Elantra 2016 số sàn. Màu trắng biển Sài Gòn luôn cho anh chị. Đây vỏ đây anh chị nhé. Vỏ đây em An sẽ cho anh chị tham quan cái đếp vỏ nha. Đó, hôm trước em về một chiếc 2020 thì em An cũng đã bán rồi. Đây là vỏ theo xe hết đấy anh chị, vỏ theo xe hết đấy. Đó. Rất là mới nhá. Đấy, vỏ theo xe mà nó rất là dơ. Đấy nên chưa làm gì cả, đã đánh bóng xong rồi và anh chị thấy không? Rất là mới nhá. Đó. 2016, 395 triệu để sở hữu mẫu xe Elantra, một mẫu phân khúc C chạy rất đầm chắc xe. Cực kỳ là sướng. Đó. Vỏ theo xe hết. Đây, tuần thứ 40 2016 đây, kiếm mãi mới ra cái đếp vỏ anh chị ạ. Đó, tuần thứ 40 2016 mà cái vỏ nó đẹp thế này đây. Đó, cùng hô. Xe này phải chờ rửa gầm máy, dọn nội thất sạch sẽ mới phun hình cho anh chị được. Bởi vì xe khá dơ nội thất, nhưng em này thì chuẩn chỉ cho anh chị từ động cơ, khung gầm, keo chỉ anh chị nhé. 2016 và mới chạy đâu đó 28.000 thì quá tuyệt vời. Đó, đã đánh bóng lên rồi và nước sơn zin còn quá nhiều mẫu xe này. Đó, rất là mới nha chị nhé. Máy đây cũng cần phải rửa dọn. Đó, khá là dơ. 395 triệu và chị quan tâm thì alo em An để chốt giá mẫu xe này. Xe rất là đẹp, cọp luôn. Đi có 28.000 km thì 2016 thì quả thật là quá hiếm rồi. Đó. Cụm đèn pha dạng thấu kính, có giải LED định vị ban ngày, dưới đèn gầm sương mù. Đó. Em này thì vừa nó bị bung cái góc cảng một chút này, em đã cho anh em thợ đồng xử lý lại cho anh chị. Đó, nó chỉ bung nhẹ đây thôi, không phải làm sơn một tí nào cả. Đánh bóng lên là xong. Đó. Một mẫu phân khúc hạng C, số sàn cũng lâu lâu em An mới về một chiếc. Đó. Tất cả vỏ theo xe. 28.000 cũng là tuyệt vời. Đây, biển Sài Gòn đây chị nhá. Anh chị nào mình ở thành phố Hồ Chí Minh, mình sẽ tiết kiệm được cái tiền biển số 20 triệu. Máy là tuyệt đối là không động chạm gì cả. À, những ốc mặt máy này. Đó. Lâu ngày đi, ít đi quá nó cũng xấu đi đúng không anh chị? À. Các ốc đây. Đấy. Nhưng mà làm đẹp lên nữa, rửa lên nữa thì nó là long lanh. Đó. Mâm này gần như là chưa có một vết chày nào cả. Rồi. Rất là nhanh nha chị nhá. Em này khám phí cũng như là phí đường bộ đến tháng 7 2022 cho chị, rất là nhanh. Em An vừa giới thiệu anh chị qua một mẫu xe mới cập bến siêu thị ô tô Bình Dương lúc trưa nay thôi. Một em Elantra số sàn 2016 để cho anh chị cái giá 395 triệu. Giá thì còn thương lượng nên là giá phụ thuộc vào độ mau lẹ và thiện chí của anh chị nữa. Anh chị nhá. Đây, gầm bệ đây. Đó, xe chờ rửa gầm máy. Rất là mới đâu. Đúng 28 ngàn, bao chuẩn chỉ đồng hồ cho anh chị luôn. Cảm ơn chị và hẹn gặp lại chị ở những mẫu xe tiếp theo. Xin chào.